Ôi, xin chào tất cả các bạn. Lên hai cục máy Charlie với lại custom 50 cho anh em nha. Mình quên luôn, mình thông báo một điều là cái Zalo của mình á, nó bị xóa. Cho nên những anh em mà theo dõi Zalo cũ của mình từ hồi xưa tới giờ, anh em sẽ bị không có kết bạn Zalo với mình nữa. Thì lưu ý là những anh em nào mà từ hồi xưa giờ mà có Zalo của mình á, thì kết bạn lại nha, kết bạn lại thôi. Tại vì do mình xóa Zalo cho nên nên các bạn nó bị hủy kết bạn Zalo. Nên bây giờ nhiều khi anh em không có thấy tin hình ảnh của mình đăng này á, anh em kết bạn lại Zalo giùm mình nha. Những anh em nào mà theo dõi mình mấy năm trời rồi mà là chắc chắn là sẽ bị hủy Zalo, cho nên anh em lưu ý là kết bạn lại Zalo giúp mình nha. Bấm nút kết bạn Zalo lại nha, mình sẽ đồng ý hết nha. Rồi, tiếp tục nha. Giới thiệu cục máy Charlie với lại cục máy custom 50 cho anh em. Đây là cục máy Charlie 84 nha các bạn. Cục máy Charlie 84 nguyên zin, rất là đẹp. Cho anh em lên xe nha. Đấy, máy Charlie 84 nha các bạn, rất là đẹp luôn. Anh em nhìn này, sơn ring nha, sơn ring đầu nè, rất là đẹp nè. Máy êm nha các bạn, máy êm. Đây, anh em nhìn cốt này, 7 màu luôn nha các bạn, 7 màu luôn nha. Thì cái cục máy Charlie 84-50 anh em sẽ xài chung cho được là 78 cánh án 81-86, nói chung là dòng không đề 50 anh em gắn ok, hoặc là từ có đề mà anh em gắn xuống không đề cũng được luôn nha các bạn. Còn bên đây là cục custom 50 nha. Hai cục này đồng giá 10 triệu nha anh em, đồng giá 10 triệu. Đây là cục custom 50 sơn riêng luôn, anh em nhìn nè, rất là đẹp nè, mới chát luôn nè. Máy bao em luôn nha các bạn, máy bao em luôn nha. Có bình xe con gắn lên là test luôn cho anh em nha các bạn. Đấy, cục đề nè. Cục này mà 70-90 là chắc mình ra món mình bán rồi các bạn. Đấy, rất là đẹp nha các bạn. Đầu nguyên zin hết các bạn. Sơn zin nha, sơn zin nha. Đây, đời cao đây, 103 này, 103. Thì cái cục này 10 triệu nha các bạn. Cục này cũng 10 triệu luôn nha. Nếu cái cục Charlie này á, nó có luôn cả còn nguyên cái khung Charlie với lại cà vẹt với biển số, thì nếu anh em lấy luôn cả bộ giấy tờ của nó thì giá là 13 triệu rưỡi nha các bạn. Là cục máy, khung, cà vẹt, biển số. Còn nếu mà anh em lấy cục máy không thì 10 triệu nha. Cục máy này thì 10 triệu nha các bạn. Đó. Đây mình còn mấy cái sườn cho anh em nha. Sườn custom nè, với cái sườn custom cúp nổi nè, sườn tem đỏ nè, sườn CD90 nè, sườn Dream Lung nè. Đấy, rất là nhiều nha. Thì anh em cần món nào anh em cứ nhắn tin Zalo giúp mình nha. Đó, anh em lưu ý nha, phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha anh em. Thì mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.